Ok, ở đây toàn bộ bộ bài. Tôi chọn ra bộ lá bài này. Ok, đây là bộ lá bài. Đúng rồi. Và đương nhiên là có lá bảy rô này, có lá hai cơ, joker và lá B này, 1 này, 2 này, 3 này, và đây là lá thứ tư. Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy lá bảy rô ra.